Hello, em Thanh Phạm xin chào mọi người nhé. Hôm nay video này thanh lý những cái dòng sản phẩm ở trên đây. Thì mong rằng anh em theo dõi và ủng hộ cho em xin một nút like nhé mọi người nhé. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Sản phẩm đầu tiên, em có một ít cái dòng ống hơi của Nhật tháo máy. Mọi người nhé, ống hơi của Nhật tháo máy thì ở đây nó có đủ kích cỡ này. Đấy, thì lên thanh lý nốt cho anh chị em. Chỗ này nó đâu đó nó được khoảng tầm 5kg. 5kg nha mọi người nhé. Đây 5kg này. Đó, nó gần được 5kg. Đồng cân ống hơi. Cái dòng ống hơi này thì mọi người cũng xem là có hợp công việc của mình thì mình sử dụng nhá mọi người nhá. Đây là những cái dòng ống hơi Nhật nhỏ nhỏ như này thì mình sẽ là luồn vào những cái ống để buộc cây cối này hoặc là dây điện này, dây điện anh em nhá. Đấy, tổng thể của nó đây. Thì nó cũng tương đối là dài đấy. Nó tháo máy ra thì em lên thanh lý nốt cho anh chị em những cái ống hơi như này. Đấy, 5kg này thì giá của nó là 100.000 đồng nhá anh em nhá. Đấy, anh em là lên cần cái mẫu này thì báo em Thanh này. Đấy, nó cũng khá là nhiều đấy. Khá nhiều đấy, 5 cân hơi, 5 cân ống hơi. Rồi, ok anh em này. Đây là mã ống hơi nhá. 100.000 đồng 5kg này. Sản phẩm tiếp theo mọi người nhá. Em có một ít cái dòng mũi khoan sắt, khoan gỗ. Đấy, và mũi bê tông các thứ. Đấy, mũi bê tông các thứ đây thì em bốc xô thôi, cái dòng này em thanh lý thì bốc xô rồi. Có cả cái đầu đóng của đầu đóng ốc gãy anh em này. Đấy, hàng của Kabushi Japan luôn anh em này. Rồi ok nhá. Đấy, và những cái mũi này là mũi khoan bê tông này, khoan đa năng này. Đấy, khoan đa năng khá xịn luôn, mũi 6 nhá. Mũi 6. Có cả mũi 8 này. Đấy, có cả mũi 8 này. Con này thì bao xịn rồi anh em ạ. Khoan thì cực kỳ là xịn sò luôn. Một cây cưa. Đấy thì em bốc này. Và những cái mũi tạ gen trong này. Đấy thì như này, em sẽ bán là 10 cây. 10 cây là 50.000 nhá mọi người nhá. 10 cây là 50.000. Đấy thì em cứ đếm thôi, 2 4 6 8 10 cây. Đấy 10 cây, kể cả nếu mà em gión phải cái này thì cũng gửi vào một mã nhá mọi người nhá. Đấy thì cứ 10 cây mũi như này. Mũi này bao xịn luôn anh em nhé. Bao xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ có mũi 6. Mũi 6, mũi 7.5. Rồi mũi 4.5. Mọi người nhé, 4.5. Đó. Thì như vậy. Đấy mũi 6 này. Thì em cứ bốc xô nhé. Anh em được mẫu mũi nào thì được nha mọi người nhé. 50.000 10 mũi. Đấy, về anh em xử lý mình chiến đấu. Ok anh chị em nhé. 50.000 10 mũi là mã số... Mã này là mã X2 nhá. Mã X2 50k cho một cái 10 mũi. Đấy, 10 mũi này anh em nhá. Phẩm tiếp theo ấy thì em có một cái đầu chuyển đổi bu lông. Đấy, đầu chuyển đổi sang cái đầu bu lông anh em nhá, từ cái đầu mũi máy khoan vít đấy. Thì mình sẽ chuyển đổi sang cái đầu khẩu bu lông được. Đấy thì anh em sử dụng cái mũi này. Thì cái con này em đang nó lâu ngày nó cũng bị han dỉ nên là thanh lý cho anh em với mức giá là 30.000 4 cái mọi người nhá. Đấy, thanh lý cho anh em 30.000 4 cái này nhá. Đây là mã số mã X2 là sorry mọi người, mã X3. X3 giá là 30k. Đấy, 4 cái, 4 chiếc. Đấy thì đây. Mã của nó là X3 mọi người nhá. Đấy thì cái đầu chuyển đổi bu lông này. Đầu chuyển đổi bu lông anh em nhé. Ok anh mọi người. Phẩm tiếp theo ấy thì em có một cái cục nguồn. Đấy, cục nguồn chuyển đổi điện từ 200 sang điện 110. Đấy, 110 cho đến 110V. Đấy, công suất là 250W này. Công suất 250W. Thì con này sử dụng vào cho máy xay sinh tố là hợp lý anh em nhé. Máy xay sinh tố là hợp lý. Đấy. Rồi những cái công suất là nó nhỏ hơn dưới 200W anh em nhá. Nhỏ hơn dưới 200W. Đó thì con này em bao sống cho anh em ngon lành luôn này, bây giờ em test luôn nhá. Con này có công tắc on off luôn, anh em dùng xong là tắt đi cũng được. Em cắm điện trực tiếp 220 và nó ra một đầu điện đấy. Đầu điện này là đầu điện 100 cho đến 110 này. Đấy thì hiện tại là em đang có một cái con máy xay sinh tố của Nhật. Đấy, xài điện 100 mọi người nhá, xài điện 100 em cắm vô rồi. Cắm rô cho anh em coi ha. Nói chung là mọi người dùng con này mà xay sinh tố là đúng bài luôn. Đấy. Đó, mọi người nhá.
thì nó tùy theo cái công suất của mọi người thôi, dùng thôi nha mọi người. Đấy, thì em còn một con lên mã X3, X4 cho em mã này nhá. Này là mã X4 này. X4 giá là 250k. Đấy, 250k anh em nhá. Đấy, con này khá hay luôn. Đế cái đít của nó nhựa cũng khá chắc chắn và có một cái công tắc on off như này. Ok, 250k mã X4. Tiếp theo thì em có một cái cây đèn pin. Đấy, cây đèn pin phun nhôm anh em nhá, phun nhôm. Có chức năng hiện sạc năng lượng mặt trời anh em nhé. Đấy, và chế độ nháy này, chuyển chế độ này. Đấy, giữ lì là chuyển chế độ anh em nhé. Thì có cả đèn, đầu đèn này. Đây mọi người này, giữ lì cho em là chuyển đầu đèn. Đấy, cũng khá sáng anh em nhé, sáng lắm, sáng rọi luôn. Và con này phun nhôm, đầu phá kính. Đấy, đầu cắt dây và đây là polike anh em này, soi xa 600 đến 100 m mọi người nhé. Đó, nút ấn này, la bàn, còi hú luôn, chống nước, ok nha. Đấy, đầu hít nam châm, đầu phá kính, chiều dài của nó là hơn khoảng 21 phân. Rồi, cái mã này là cái mã X5, đấy, mã X5. X5 giá của nó là thanh lý là 190k mọi người nhé. Thì anh em lên mã X5 là cây đèn nhá, cây đèn Polike. Đấy, mọi người giữ lì cho em này. Đấy, giữ lì cho em, sáng rất là rọi anh em nhé. Đấy, anh em này, sáng rất là rọi luôn. Ok anh em này, các bác nào cần cái mã đèn pin này thì báo em Thanh. La bàn. Đó. Rồi em mang sang mã tiếp theo. À, đèn thì nó có mấy chế độ nhá. Đây này. Sáng giảm ánh sáng này. Đây mọi người nhá, đây. Đầu tiên là sáng rực này, giảm ánh sáng này và là nháy nhá mọi người nhá. Rồi ok, mã X5 là 190.000 đồng. Mã tiếp theo là mã X6. Mã X6 thì em có cái thoát sàn mọi người nhá. Thoát sàn này thì khá xịn này. Đấy, còn mớ rất đẹp luôn. Và inox mọi người nhá, inox rất là dày này anh em này. Nhìn rất là dày dẫn này. Đấy. Vuông của nó vuông 12 x 12 anh em nhá. Vuông 12 x 12 hai sàng lọc. Đấy, bên trong này cái cối này bằng cối đồng. Đấy, cối đồng khay nước của nó thì nó rất là sâu này, anh em có thể về lắp đặt trong nhà tắm nhà mình khá ổn luôn, nó không bị bốc mùi lên nhá mọi người nhá. Đấy, thí dụ như là nước sẽ tràn thì lúc nào nó cũng đựng cái nước mới ở cái phần khay này rồi. Đấy, và mình dội nước xuống thì nó lại đẩy, tiếp tục đẩy cái nước cũ đi. Đấy, và nó ngăn cái mùi hôi nhá mọi người nhá. Cái phi này thì anh em có phi từ 60 này, tốt nhất là anh em cho cái phi to ra, đường ống thì anh em cho to ra 90 đến 110 các thứ này thì nó rộng rãi. Đó, thì nước nó sẽ tràn ra bên ngoài này thì nó rất là nhanh thoát anh em nhá. Chứ còn mọi người cho ống nhỏ quá thì nó thoát chậm thôi. Đó. Rồi ok, cái mã này là mã thoát sàn này. Mã thoát sàn này là mã này là mã X6 này. Vuông 12 x 12 nhá, khá đẹp này. Và lẫy này, đấy. Khá đẹp. Em còn 3 hộp duy nhất này. Giá em thanh lý cho anh em là X6 đúng không ạ? X6 giá là 230.000 này. Thoát sàn này anh em nhá, 230.000, hàng bao đẹp luôn. Hàng bao đẹp, 3 chiếc thôi, 3 chiếc thôi. Mã tiếp theo em có một cái kệ góc này dành cho anh em lắp đặt trong nhà tắm mọi người nhá. Ở đây thì để lâu quá nó bụi bẩn rồi, đây này, cái này nó bằng inox. Đấy, inox rất là xịn sò luôn, 3x4 này. Đấy, 3x4, inox 3x4 rất là dày dẫn như này. Thì về các bác nó có những cái lỗ này, bắt vít vào đây để anh em có thể bắt ở trên cái nhà tắm nhà mình. Đấy, bắt ở trên nhà tắm nhà mình có một cái thôi nhá. Mọi người đặt dầu gội giữa sữa tắm rồi là các thứ ở trên này cho nó gọn gàng. Đấy, rồi là mọi phụ kiện ở trong nhà tắm mọi người đặt vô. Ok, mã này là mã X7 này. À, em đo nhé, đo cho anh em chiều cao này. Chiều cao của nó là 34 phân, chiều ngang của nó là được 34,5 mọi người nhé. Và chiều rộng của nó là được 13 phân, 13 phân, 2 ngăn. Đấy, khá dày dẫn và chắc chắn như vậy.
Rồi. X7 mọi người nhé, mã X7. Mã X7. Con này của nó là 220 anh em nhé. 220k. 220k. Mã X7 mọi người nhé. Mã tiếp theo này em lên cho anh chị em hai cây, một cây cưa, một cây kéo, tỉa dăm, kéo tỉa lá nhé mọi người nhé. Đó, thì cây cưa này là cưa lách mọi người này. Cưa lách. Đấy. Cưa lách này thì dài của nó là 21 phân. Cán nhựa. Đấy, lưỡi của nó khá xịn sò luôn. Đấy, lưỡi của nó cũng khá xịn sò. Anh em nhá. Chiều dài lưỡi là 21 phân. Hàng mới tinh luôn anh em này. Hàng mới tinh luôn này. Còn nguyên vỏ bọc anh em nhá. Và một cây kéo tỉa dăm tỉa lá này. Tỉa dăm tỉa lá này. Đấy, cũng còn nguyên hộp như vậy. Đấy, hàng Make in Japan nhé. Đấy, thì em thấy con này nó khá xịn luôn anh em nhé. Khá xịn luôn để anh em tỉa cây bonsai, cắt cành, cắt tán này. Đấy, rồi là cắt dăm. Cắt những cái cành dăm lên mọc nó không đúng chỗ đấy anh em nhé. Đó. Rồi, mã này là mã số 8 anh em này. Mã số 8, 2 cây, 80.000 đồng. Đấy, X8 2 chiếc 80.000 đồng, tức là combo như vậy. 80k anh em nhá. Đấy, X8. Tiếp theo thì em có hai cái lõi. Cái này là cái ấy của Nhật. Cái nước cái này là cái gì của Nhật nhỉ? Mọi người nhỉ, mọi người bỏ vào trong cái két nước á. Két nước bệt nhà vệ sinh á là nó sẽ phai ra cái màu dung dịch của nó là màu xanh. Đấy, một cái khối như này là trọng lượng của nó là 250g và trong này thì nó có những cái chất gì đó. Đấy, nó có đây này, mọi người bóc ra, mọi người thả xuống cho em. Đấy, bóc cái giấy này ra và thả xuống két nước cho em. Trong này thì nó rất là nhiều cái hạt thành phần để tẩy vi khuẩn ở trong cái bồn cầu anh em nhé. Đó, thì sơ lược qua thôi. Cái này em còn hai lọ em lên mã này là mã X9 này. X9 này. Giá là 80k mọi người nha, hai lọ. Đấy, hai cái này nó là thôi cứ X9 anh em nhá. Mã tiếp theo ấy thì em có cái lõi lọc của máy giặt anh em nhá. Máy giặt và máy bình nóng lạnh. Đấy, bình nóng lạnh. Cái này cho đây này mọi người này. Ở đây cho nó lọc nữa, xong rồi qua một cái lớp này nữa này mọi người này. Qua một cái lớp này nữa. Đấy, nó lọc thì các bác biết rồi, cái máy bình nóng lạnh á, lâu ngày nó rất là bẩn mọi người ạ. Nước sạch bây giờ nó cũng không phải là sạch đâu. Đấy, thì con này nó là của Kaisi anh em nhá, Kaisi. Đấy, Kaisi. Made in Japan này. Đấy, thì chất nhựa khá ổn luôn, rất dày nhá mọi người nhá. Dày lắm, nhựa. Đó. Rồi, ok, thì anh em đưa vào lọc máy giặt bình nóng lạnh. Đấy, các kiểu đây. Đó, thì con này em cũng lên thanh lý nốt cho anh chị em nhé. Lên thanh lý nốt cho anh chị em. Đấy, một con một thôi. Tức là cái này nhà các bác cũng chỉ dùng một con một thôi. Thì lên mã này nó là cái mã X10 nha mọi người nhé. X10 giá là 60k mọi người nhé. Đấy, giá 60k. 10. Thì em lên tiếp tục những cái mẫu ví. Đấy, bóp. Ở đây thì có 3 màu. Màu vàng bò, màu nâu đậm và màu đen. Da bò thì anh em yên tâm một điều là da chuẩn bò. Đấy, da chuẩn 100% luôn nhá. Đấy, có 3 ngăn, 1, 2 và 3 ngăn. Khóa khiếc còn ngon lành. Đấy, chất nỉ da của nó này. Và đây anh em nhìn cái chất da bò của nó này. Đó, nó còn như nguyên cái sớ, phần sớ nhá, phần sớ nhá. Còn mẫu mã thì khá đẹp, ví này ví ngang. Mặt của nó là mặt tộc trưởng Kifiro anh em nhá. Đấy, thì anh em lấy cái mã nào cũng được. Đó, nó sẽ có màu đen, màu vàng bò và màu nâu đậm. Thì cái mã này là mã X11. Đây, anh em chờ em chút xíu ha. X11 anh em nhá. X11 thanh lý cho anh em với mức giá là 90k anh em nhé. 90k một cái mẫu ví như này là không bao giờ có ấy đâu. Đấy, giá
Ví thì bao xịn luôn anh em nhá, bao xịn luôn chứ không phải là dạng ví vơ vẩn đâu anh em ạ. Bao xịn luôn. Màu nâu đậm này, vàng bò này. Đấy, giá này là giá thanh lý, anh em nào cần mẫu ví thì báo em. Sản phẩm tiếp theo thì em có mấy con máy cạo râu của Panasonic nha mọi người nhá. Hàng này thì bao xịn rồi. Em để lại một con em xài này. Con này có xài điện nhá, chuẩn chân dẹt của Panasonic. Model của nó là ES6510. Đấy, con này xài điện anh em nhá, xài điện nó rất là êm. Đấy, xài điện nó rất là êm, nó có 3W thôi. Sử dụng điện 220 nên là anh em sử dụng rất là tiện nhá. 110 đến 220 đều ok hết luôn. Máy thì máy mới 100% như vậy. Đấy, máy mới 100% như vậy. Bên trong này thì nó sẽ có thêm cho anh em cả cái chổi để anh em vệ sinh này. Em bóc một con mới ra cho anh em coi. Em còn có 3 chiếc thôi. 3 chiếc. Đấy, siêu đẹp luôn anh em nhá, siêu đẹp luôn. Mọi người về bỏ cái nắp này ra này, bắt đầu xong mình cạo. Đó, rất êm anh em nhá, Panasonic. Phần lưỡi của nó này, anh em dùng xong mọi người lấy cái chổi mọi người vệ sinh cái lưỡi này đi. Đấy, và vệ sinh bên trong đi, lần sau mình cạo nó không có bị hôi. Rồi, con này em đang bán ở với cái mức giá của nó đây là 380.000 này. 380.000. Đấy, hôm nay em lên giá tốt cho anh chị em nhá. Đấy, lên thanh lý cho anh em còn có 3 chiếc thôi. Đấy thì em để lại một chiếc em xài. Đây, con này em xài này. Đấy, bên trong này còn rất là nhiều ấy này. Rất là nhiều cái dâu thừa này, mình cạo nó lọt bên trong. Đây em cạo thử anh em nhá. Đấy, dâu thì ngày nào em cạo rồi, tại vì dùng máy nên là ngày nào cũng cạo rất là sạch và nhanh gọn. Không mọi người bận đi công tác các thứ cần nhanh gọn thì anh em cứ sử dụng cho em máy cho nó nhanh. Đấy, còn là những cái phần dao cạo thì nó rất là lâu. Rất là lâu và nó cũng vội cái là nguy hiểm lắm. Con này thì bao xịn nhá mọi người nhá. Em bao xịn cho anh em luôn. Rồi, ok. Mã này là mã 10X12 anh em nhá. X12. X12. Giá đây, giá trước của nó là 380 này. Đấy, thanh lý cho anh em giá vô cùng rẻ này. 320k anh em nhá. Đấy, mà máy xịn luôn đấy nha mọi người nhá. Máy bao xịn luôn đấy ạ. Đấy. 320k X12. À, tiếp theo thì em còn một ít cái này là cái sạc không dây của Apple. Đấy, của Apple MagraFetchen này của Apple anh em nhá. Con này thì không những là mình sạc là dòng này nó là sạc không dây anh chị nhá. Đấy, sạc không dây. Cái này nó là tán nhôm. Và mọi người chỉ việc cắm dây vào thôi. Cắm dây và sạc, một chân của nó là chân tai si anh chị nhá. Một chân tai si. Đấy, thì em còn một ít lên tồn kho. Đấy, thì nó cũng có hơi bẩn nhá mọi người nhá, tại vì nó tồn kho nó lâu quá rồi nên nó cũng hơi bẩn. Đấy, em lên thanh lý nốt cho anh chị em. Thế thì mình cắm sạc rô thôi, cắm sạc rô. Bây giờ em lấy tạm thử một cái cục sạc dự phòng nhá. Đây là cái sạc dự phòng này, em cắm rô đây anh chị, cắm rô chân tai si nhá, chân tai si. Và anh em chỉ cần việc đặt lên là nó sạc thôi. Đó, mọi người thấy không, nó báo sạc này. Đấy, bỏ ra này, em cho điện sáng lên cho anh em coi ha. Rồi, ok. Mọi người có cái điện thoại mà nó có cái chức năng sạc không dây nhá. Còn những cái dòng mà đời cổ quá rồi thì nó sẽ không có chức năng sạc không dây. Đấy, đang báo sạc này anh em này. Đấy, đang báo sạc nhá mọi người nhá. Rồi, ok. Con này lên thanh lý cho anh em. Còn có vài con lên thanh lý cho anh em. Cái mã này nó là cái mã mà X13 mọi người nhá. X13 giá là 80k một cái anh em nhá. 80k một cái, sạc không dây. Tiếp theo thì em lên một vài mã dao Thái nhá mọi người nhá. Mã dao Thái thì hiện tại đây em đang có cái con mã dao của Sato, thì ở đây em đang có hai con. Tức là đây, hộp của nó thì nó có một cái hộp rất là xinh xắn, anh em có thể làm quà tặng quà biếu khá ổn luôn. Khá ổn luôn nhá. Hiệu của nó là Sato Japan. Đấy, thì
nó sẽ bao gồm cho anh em là một con dao thái bản vuông và một con chuyên thái lọc. Con này con chuyên thái lọc anh chị nhé. Đấy, chuyên thái lọc, và em sẽ đo cái phần kích thước luôn cho anh em. Trước khi đo phần kích thước thì em sẽ test luôn cho anh em cái dòng như này. Ở đây thì em có một cái túi bóng nhé, và em sẽ test thái thử cho anh em cái túi bóng này. Đấy, và nó rất là sắc bén luôn anh em nhé, rất là sắc bén cho cái mẫu dao ở đây. Và hàng của nó thì nó là hàng liền thân liền khối hết như này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Sato Japan anh em nhé, Sato Japan. Rồi, đây là con chuyên thái bản vuông. Đấy, hàng liền thân liền khối hết. Con này chuyên thái anh em nhé, chuyên thái. Con này là thái lọc. Bây giờ em sẽ đo kích thước luôn hai con. Một con đây, phần tay cầm của nó thì nó thiết kế theo kiểu dạng là liền thân và lỗ rỗ tổ ong như này, để mình cầm nắm nó không có bị trơn trượt ngay khi mà anh em tay ướt hoặc tay cầm dầu mỡ nha mọi người nhé. Dài 17.3 và tổng chiều dài của nó là 30 cm. Chiều ngang của bản lưỡi của nó, con này nó là được 4.8 mọi người nhé, 4.8. ok, test thử luôn cho con này cho anh em coi ha. Đó, rất là sắc bén. Bây giờ em chặt luôn nhá. Đấy, chặt nhá. Ok nhá. Con này. Đó. Và bản ngang con thái lọc này nó là 4.3 mọi người nhá. 4.3 chiều dài lưỡi là được 19.6. Tổng chiều dài là 32 phân. Ok, anh em lấy lẻ. Anh em lấy lẻ thì giá của nó là 220k một con anh em nhé. 220k một con. 220k một con. Đó, lẻ một từng một con một. Thì nếu mà anh em lấy cả nguyên cặp như này nhá, Thanh hỗ trợ cho anh em với mức giá là 400k bao ship. Vị trí đâu đó là có 200.000 thôi, 200.000 một con. Đấy, nếu lấy cả cặp anh chị nhá, đây là mã dao Sato, mã dao Sato. Đấy, hàng rất là đẹp như vậy, áo xịn luôn. Chuyên thái lọc này, chuyên thái này, chuyên thái này anh em này. Rồi ok, em sang mã tiếp theo. Cái mã này là mã dao Sato anh chị nhá, mã dao Sato. Theo thì em cũng có một cái con dao này. Dao này đến từ thương hiệu là Akatoki. Akatoki hàng Made in Japan. Thì cái phần này thì cán của nó là cán gỗ ốp mọi người nhá. Hàng cũng liền thân liền khối liền mạch hết mọi người nhá. Đấy, và tán 3 đinh, đinh của nó là đinh hoa, đinh hoa. Chất thép thì nó sáng quắc cần câu như vậy, và nó sẽ không có bị han gì anh em nhá, không có bị han gì. Khấu của nó cũng đều là khấu đúc hết này. Đấy, phần khấu nhá. Và em đo luôn cái phần bản dao của nó này. Bản dao của nó là 4.8, 4.9 mọi người nhá, 4.9. Và lưỡi dài, lưỡi dài là 20.2, tức là 20.2 phân. 20 gọi cho 20 phân cho nó thoải mái anh em nhá. Tổng chiều dài của nó là được 33 phân. Đó, con này con chuyên thái lọc làm salad củ quả. Đấy, thái thịt heo, thịt bò, thịt bê dê. Đấy, sắc bén kinh khủng luôn anh em nhé. Chất thép của nó thì cầm nó rất là đầm tay anh em ạ. Con này thì cầm rất là đầm tay. Rồi, thương hiệu là Akatoki. Akatoki hàng bao đẹp luôn anh em nhìn này, nhìn tổng thể của nó phát. Đấy, rất chi là đẹp nhá. Rồi ok, mã này là mã P mọi người nhá. Mã P, dao mã P, con này là 220k một con anh em nhé, 220k một con này, mã P. Đấy, ok, đó là một vài cái mã dao. Tiếp tục này, em sang mã tiếp theo này. Em có một con dao đề ba hai lưỡi, hàng liền thân, tán 3 đinh, cán gỗ. Sống dày của nó là sống dày 4 ly anh chị nhá, sống dày 4 ly, chất thép trắng. À, chất thép trắng của Nhật. Thương hiệu là đây, thương hiệu là Murato, hàng Made in Japan anh em nhá, Made in Japan.
Đấy, classic. Ok, em đo bản này, 2 lưỡi nhá, con đề 3 2 lưỡi này. Bản của nó là 5 phân rưỡi mọi người nhỉ. Lưỡi dài của nó này là 21,5. Đấy, sống dày 4 ly và tổng chiều dài nhá. Con này chọc tiết heo, chọc tiết heo, chọc tiết chó là đúng bài luôn anh em nhá. Và cầm nó cực chất luôn. 535,2 phân. Đấy. Rồi. Dòng 3D3 này thì nó sẽ là sử dụng 2 lưỡi, tức là mài 2 lưỡi vát vào với nhau. Đấy, còn những cái mã D3 khác để anh em nhìn thấy sáng chưa? Sáng. Đó. Còn những cái mã D3 khác ấy thì đa phần của nó là 1 lưỡi thôi. Đấy, dao nó gọi là dao D3, trọng lượng cầm nó rất là đầm. Anh em nhá. Đấy, mọi người thấy không? Sống dày 4 ly nó còn sắc bén được như này là anh em thấy nó kinh khủng khiếp rồi đấy nhá. Ok. Mã này là mã dao đề 3 2 lưỡi. Anh em bảo cho anh con dao đề 3 2 lưỡi. Giá là 230.000 thôi anh em nhá. 230.000 một con. Đó, một cái cần cái mẫu này thì báo em Thanh nhá. Em qua mã tiếp theo này. Mã này. Một cặp anh em nhá. Thương hiệu Kai San. Cán gỗ chuôi lục giác. À, cán gỗ chuôi lục giác, một con thái và một con thái bản vuông và một con thái nhọn. Lưỡi dài là 18,2 phân. Bản của nó là được 4/9 mọi người nhá, 4/9. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Kai San đây. Kai San DM0760. DM0760. Dòng này thì độ sắc bén của nó thì cũng đã đời lắm anh em nhá. Đã đời cực kỳ luôn. Rồi. Chuôi của nó là chuôi lục giác, cán gỗ. Cán gỗ anh em nhá. Và một con này con chuyên thái lọc. Cũng là con chuyên thái lọc này anh em này, chuôi cán gỗ. Chuôi cán gỗ. Bản của nó là được 4/8. Lưỡi dài là được 20,5. Chiều dài của nó là 34,5. Con này con chuyên thái lọc, lọc heo, lọc hiếc ấy mọi người nhá. Chuyên thái lọc. Đấy, hết giấy mất rồi, hết giấy dọc mất rồi các bạn. Rồi, ok. Thanh lý cho anh em một cặp như này 400.000 đồng. Đấy, còn anh em mua lẻ thì mua. Anh em lấy lẻ cũng được. Mã này là mã S mọi người nhá. Mã S1 giá là 400k một cặp bao ship. 400k một cặp. Kai San. Đấy, thương hiệu Kai San anh em nhá. 400k. Đấy, em có 2 cặp thôi. Em có 2 cặp thôi anh em nhá. Mã tiếp theo là một con dao bầu có lỗ 8 đinh đồng. Đinh đồng anh em nhé, liền thân liền khối. Em đo luôn này, con này cũng đến từ thương hiệu là Akatoki anh em nhé. Akatoki, bản của nó này là được 5/7. Lưỡi dài của nó là được 21 phân, tổng chiều dài tất tật này là 35 phân và nguyên phần cán là 32 phân. Có một cái khấu lỗ rất là to nha. Đấy, rất là to. Con này là chỉ chuyên thái lọc thịt bầu ấy này, thịt lợn, thịt tiếc các kiểu này. Đấy, lưỡi của nó đây và tán những cái vân ở đây, những cái vân ở đây anh em nhé. Để em xem còn cái giấy nào anh em dọc thử cho anh em coi ha. Đấy. Con này là chuyên thịt heo nhá mọi người nhá, chuyên thịt heo cho chị em làm bán thịt ngoài chợ cũng được này, hoặc các bác dùng trong gia đình được, tết đến đụng lợn anh em mang ra chiến đấu luôn. Rồi, mã dao bầu này, mã này mã dao bầu nhá, 180k mọi người nhá. 180k cho một mã dao bầu này. Em lên tiếp hai bình giữ nhiệt. Đấy, hai bình giữ nhiệt của thương hiệu là con EO3 này, EO3 hàng Germany nhá mọi người nhá. Thì em có hai bình dung tích của nó là 1.2 lít thôi anh em nhá. 1.2 lít giữ nhiệt khá tốt. Đấy, tay cầm dạng này nó là dạng fix giữ nhiệt thì phải.
thì nó cũng có thể để được như này luôn. À, tại vì ở cái phần đây là nó phẳng anh em nhé, phẳng, và nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ mận như vậy. À, màu đỏ mận như vậy thì đây nó là một cái nắp, nắp đậy thì anh em có thể dự trữ để uống được đấy, mọi người đổ ra nắp mọi người uống nhá. Phần đây thì nó sẽ là dạng nút ấn đấy, mọi người ấn vào đây thì nó sẽ là nước ra đấy, ấn lên là nó sẽ là lên thôi, là nó bịt vào. Còn đây trong này nó là cái phần inox anh em nhá, thì inox đấy, kèm trong này có chữ su 304 và dây đeo anh em nhé, dây đeo mọi người quặc vô đây. Ok, dung tích của nó là 1.2 lít, em còn 2 bình. Thanh lý nốt cho anh chị em. Đó, thanh lý nốt cho anh chị em cái mã bình giữ nhiệt. Mã này là mã số các bác cứ báo em là bình giữ nhiệt Germany đi. Báo em là bình giữ nhiệt Germany đi. Con này thanh lý cho anh em với mức giá là 160k anh em nhá. 160k. 60k bình giữ nhiệt, màu nào lấy cũng được, còn hai bình nhá. Tiếp theo thì một con camera ngoài trời của Ezivik. Ezivik mọi người nhá. Con này khá là nổi tiếng của dạng Ezivik rồi. Thì nó có thể bắt được kết nối đấy, bắt được kết nối wifi, và ngoài ra thì nó có phần cấp dây AV của mạng vào đây trực tiếp luôn. Nếu mà không các bác có dây mạng thì cấp vào, không thì bắt wifi nhá. Gắn dù ở trên tường chống nước anh em nhé, còn này dạng chống nước. À, chúng tôi là Ezivik Việt Nam này, cái một cái thương hiệu khá là nổi tiếng, có mã QR đấy, anh em muốn chỉnh việc tải app ở đây thôi. Ezivik này là mình về kết nối thôi, đầy đủ phụ kiện nha, đầy đủ phụ kiện ở đây. Cái mã này thì cái con này nó có AI quét đấy này, quét người chuyển động qua này, và nó sẽ báo chế độ cảnh báo đấy, chế độ cảnh báo người đi qua và máy ấy, nó sẽ báo chế độ cảnh báo là chớp lên, rồi là màu full HD đấy, full HD chống nước đấy, chống nước, và cái cam của nó rất là rộng, cái mắt cam nó rất là rộng nhá. Ở đây IP chống nước của nó là IP67 anh em nhá, 67 đây. Cái này nó là AI trí tuệ nhân tạo này. Wi-Fi thì chế độ của nó là bắt 2.4GHz này, chống nước IP67 này, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 512GB này, Full HD 1080 này, Auto Big Up này, tức là anh em có thể nghe được người ta nói chuyện bên ngoài nhá, ta nói chuyện bên ngoài được. Ví dụ như là người mà cứ ngồi ở cửa hoạt động anh em nói chuyện bên ngoài là anh em cũng có thể nghe được tiếng nhá. Rồi ok, thương hiệu của nó thì nó nhiều cái tiêu chuẩn lắm. Ezivik này, tải Google App Store hoặc là Google Play về anh em để cài cái mã này nhá. Mã này em đang còn một con em cũng bóc ra và chia sẻ đến cho anh em. Thì con này em thanh lý cho anh em với mức giá là 750k. Đấy, anh em lên mã giúp em là máy camera ngoài trời của Ezivik nhá mọi người nhá. Ezivik, và nó Full HD nên nó rất là nét, có màu về ban đêm anh chị nhá. Đó. Rồi ok. Bác nào cần thì báo em Thanh này, 750k. Còn một con hỗ trợ anh em bao ship luôn nhá. Hỗ trợ mọi người bao ship luôn. Tiếp tục lên cho anh em những cái mẫu đũa nhá. Mẫu đũa này thì một vỉ này nó sẽ là 10 đôi. Con này là chịu được nhiệt độ là 200 độ C, âm 10 độ C và chiều dài 24 cm. Đấy. Thì chất đũa đây. Đấy, anh em nhìn chất đũa là khá là xịn sò nha mọi người nhá. Khá ổn đấy. Đấy. Và giá thành của nó thì rất là rẻ. Đấy, một vỉ như này nó là 10 đôi, và em bán một lúc một combo của nó là ba vỉ nhá, ba vỉ lên cho anh em với mức giá là 50k ba vỉ, 50k, và anh em sẽ có ngay là 30 đôi đũa nhá mọi người nhá, 30 đôi đũa như vậy. Con này thì nó sẽ là không có bị cong vênh ở mốc như những cái dòng đũa gỗ nhá mọi người nhá. Hàng rất là đẹp, những cái phần đầu này nó đánh những cái vân nhám này để anh em mình gắp đồ ăn nó không có bị trơn trượt. Đấy, anh em yên tâm một điều là gắp đồ ăn nó không bị trơn trượt đâu. Và cầm gắp thì nó rất là thoải mái để anh em gắp đồ ăn. Ok. Nếu anh em vào nhà mà đũa đang không có đồng đều thì anh em có thể sử dụng cái mẫu đũa này. 50.000 30 đôi. 30 đôi.
còn hai con xay con lợn này đấy, xay tỏi xay gừng hành các kiểu anh em nhá, giật thoải mái luôn. Con này lưỡi của nó thì nó sắc lắm, mọi người yên tâm một điều là lưỡi ba lưỡi như này thì nó cực kỳ là bền rồi mọi người nhá. Mọi người có thể xay tỏi đấy, làm những cái đồ nước chấm, đồ nước chấm mọi người cho đây, mọi người xay cho em bao nát luôn đấy. Và giá thành của nó là 80.000 đồng, 80.000 đồng máy xay con lợn anh em nhá, máy xay con heo này, máy xay con heo 80k mọi người ạ. Em còn hai chiếc thôi, 80k một cái anh em nhá. Tiếp theo thì em có một cái máy máy này của Nhật anh em nhá, đây em cui thùng nha. Cái máy này nó là dung tích của nó là được 3.7 lít này, sử dụng điện là điện 100, thương hiệu của nó Technot anh em nhá, Technot. Đây để em sẽ cui thùng ra cho anh em coi ha. Máy mới 100% chưa qua sử dụng anh em ạ. Thì không biết là anh em có nhu cầu dùng cái máy này không, nhưng em cứ lên giới thiệu cho anh em nhá. Con này nó là con bù ẩm. Đấy, bù ẩm. Nếu mà người ốm anh em xông lên thì rất tốt, nó xài điện và đun hơi nóng lên anh em nhá. Hàng mới của Nhật 100% chưa qua sử dụng anh em ạ. Đây. Đấy, hàng Nhật đấy nhá. Technot dung tích 3.7 lít, sử dụng điện là điện 100. Đây 100V tần suất 50/60Hz, công suất là 270W anh em nhé, công suất là 270W, thương hiệu Technot, model của nó là ELGI07 này. Đó, ok anh em nhé. Rồi con này thì sử dụng đơn giản mọi người ạ, sử dụng đơn giản. Nó có một cái khay nước này, mọi người vừa được co trang trí cũng được, được co trang trí này, mọi người cho nước vào đây, rồi vào đây. Đấy. Mọi người mùa đông ấy có thể là xông bằng cái này cũng được. Nước mình đặt rồi đây. À, con này là con có dùng rồi chứ anh em, không phải là không chưa dùng đâu, nó là hàng có dùng rồi đấy. Đấy, có dùng rồi đấy anh em ạ. Đấy, em thấy trong này là nó có đun rồi đây này. Thì đây là cái công năng sử dụng của nó, thì nó chỉ có bốc đun sôi và bốc nước, bốc hơi lên thôi, bốc hơi lên thôi anh em nhá. Đấy, nó là như vậy. Rồi cái này nó đặt vào đâu nhỉ, đây em đang đặt ngược chiều đó, hình thức của nó như vậy đó, và hình thức của nó là như vậy anh em nhé. Phích cắm này còn mới kính keng luôn anh em nhé. Đấy, dây của nó còn trắng tinh như vậy. Đấy, cái phần này thì nó như là chưa dùng luôn đấy anh em nhé. Đấy thì bên trong đây anh em này. Đấy, nó thì nó có một cái nút công tắc vặn hay ấn nhỉ, ấn mọi người ạ. Đấy, nút ấn cơ anh em nhé, on off các thứ ở đây. Technot thì cái công năng sử dụng của cái con này là nó sẽ là bù cái hơi ẩm nóng lên anh em ạ, không phải hơi ẩm nguội đâu mà hơi ẩm nóng, tức là mọi người xông phòng lên, mọi người cho nước ở đây, thì mọi người cho nước vào đây là tự động nó sẽ đẩy xuống nước này. Đây mọi người nhìn này, đấy, cái lỗ này nó tự động nó đẩy nước vào đây. Đấy, cứ hết nước là nó sẽ cất đủ nước ở đây cho anh em, là nó tự động nó đun sôi lên đây sẽ nó làm bốc cái phần khói, hơi khói lên. Đấy, thí dụ như anh em nào cần ốm cần xông vào trong phòng thì cái này là hợp lý này, cho một số những cái thảo dược hay cái gì đó vào đây là nó sẽ thơm đó. Thì người Nhật người ta sử dụng những cái mẫu này như vậy, còn là người Việt Nam thì mình thì không biết. Đấy, em cũng không biết. Đấy, thì anh em là sử dụng cái mẫu này thì báo em này. Mã này là mã máy xông Nhật nhá. Máy xông Nhật thì mã này là mã X15 đi, X15. Con này em gửi đến cho anh em với mức giá là 550k này, 550k bao ship nhá. Bao ship. Đấy, 550k mã X15. Đấy, mã X15 này cho em này. Ok, bao điện đóm đun ngon lành. Đấy. Con nào trước khi đi sẽ test hàng cho anh em coi ha. Bao điện đóm, hàng nguyên hộp. Đấy, hàng nguyên hộp như vậy anh em nhé. Hàng nguyên hộp như này, như em vừa cui cho anh em coi đó.
550k anh em nhé. Mã X10, mã X15. Đấy, mã X15. Tiếp theo thì em lên thanh lý cho anh em cái mã đai bảo hiểm nhá. Đai bảo hiểm. Con này thì mã F1 trước của nó là 300k. Hôm nay em thanh lý cho anh chị em này. Đấy, của Tajima, hàng chưa xài. Của nó là cái này của nó, bên Nhật của nó thì nó là 6.900 yên gì đó. Đấy, thì không biết là tính anh tiền Việt là bao nhiêu. Đây mà không biết là anh em nào có cần không thì em cứ lên thanh lý cho anh em nhá. Đấy, thì nó bao gồm như này thôi. Đây của Tajima, cái này là dây này nó sẽ rút ra được à. Đấy, em cũng không biết sử dụng cái con này. Đấy, 100kg này. 1m dài 1m8 này. Đấy, và 3.1m này. Thì nó có một cái đai đây. Đai đây thì ấn vào đây thì mới mở khóa được này. Đấy, bình thường anh em bóp là nó không có mở khóa được nhá. Còn đây em ấn vào đây mới mở được này. Đấy, của Tajima. Hàng mới kính keng trong hộp. Thì trong này nó còn dây mà sao lại không rút ra được này. Đây này anh em này, trong này còn rất là nhiều dây mà không rút ra được. Thì ở đây nó có ghi là 1m8 đến 3m1 này. Đấy, dây của nó đây. Đấy, rất là xịn, ok nhá. Và kèm thêm một cái này nữa này. Một tờ giấy hướng dẫn này, của sổ hướng dẫn này. Đấy, sổ hướng dẫn này anh em nhá. Đấy, chữ Nhật. Ok. Mã này mã S1. Mã S1 em thanh lý cho anh em còn 250k anh chị nhá. Đấy, 250k. 250k anh em nhá. Mã S1. Đấy thì cái mã này tình trạng nó như vậy, như vậy nhá. Mã tiếp theo này. Con này cũng như mã là mã S1 rồi. Con này cũng giống nhau rồi anh em nhá. Còn con này nó là S4 này, 450.000 này. S4. Thì con này cũng mới tinh hết này mọi người nhá. Mới tinh hết. Đấy, nó là dạng dây đai bảo vệ vùng quanh người. Đấy, thì nó là có một cái áo ở đây. Anh em cho hẳn chân ở đây nhá. Chân ở đây. Đấy, mọi người nhá. Đấy, nhìn ở đây mọi người biết nhá. Rồi em cui thùng cho anh em coi. Nó phù hợp từ 1m65 cho đến 1m75 cm. Đấy, 175 cm cho đến từ 165 đến 175, trọng lượng 100 kg. Đấy, 100 kg gì đó này, nó ghi ở đó. Ok. Để em cui ra cho anh em coi hình thức của nó bên trong nhá. Tức là cái mô hình thì mình cũng biết rồi, nhưng mà đây. Đấy. Chất vải của nó thì bao sầu luôn rồi này mọi người này. Chất vải của nó thì bao xịn rồi. Đây. Tiền này thì bóc bóc ra luôn anh em nhá. Đấy, xịn chưa anh em? Quá xịn rồi, nếu mà anh em nào vào việc được cái bộ này là khá xịn nhá. Khá xịn luôn, mới kính keng. Cái này khóa của nó này, bóp vào mới mở ra được này. Ấn vào chỉ việc ấn thôi. Ok anh em này. Cái đài này. Rồi, cái này khá rắc rối để anh em mặc vào người thì nó mới lên form được. Đấy, Tajima. Rồi, ok, mã này là mã S4 này. Mã S4 thanh lý cho anh em còn 400k. 400k mã này. Đó. 400k anh em nhé. Giá rất tốt rồi anh em nhé. Giá rất tốt rồi, chưa bao giờ tốt được như này đâu. Tại vì nó còn có hai bộ thì em lên thanh lý nốt rồi thôi. Ok, bác nào cần thì báo em thanh nhé. Tiếp tục này. Con này, con này là con máy. Máy này là máy hút đệm. Đệm hàng nội địa chung thôi. Hút đệm của hàng nội địa chung, nó sẽ hút được có tiêu UV, khử khuẩn, hút đệm, hút nệm, hút ghế sofa. Đấy. Ghế sofa anh em nhé. Rồi ok. Đấy, để lâu quá nó hết pin anh em ạ. Để lâu quá nó hết pin.
Rồi nó có hai có cái bánh xe đây. Và đây là cái màng lọc của nó này, nó sẽ hút vào đây. À, nó hút vào đây. Để lâu quá là mà hết pin, pin nó yếu rồi. Mọi người về sạc rô thôi. Rồi, thanh lý cho anh em cái con này giá rất là tốt nhá. 120.000 đồng. Thanh lý lỗ vốn này anh em ạ. 120k máy hút nệ. Máy hút nệ X16. X16 120k. Anh em về hút ghế salon rồi giường đệm các thứ nhá mọi người nhá. Hút diệt khuẩn 100%, tốc độ là 10.000 PA cái gì đó đây này. Đấy, lốc xoáy này, hòn nọp. 8.000 vòng trên min này. Đấy, một số các thông tin của nó ở đây nhá anh em nhá. Rồi. Máy hút nệm dùng bằng pin, giá 120k, X6 nhá, mã 16 nhá, X16. Và đây là những cái xe những cái khối bình Acquy 5A anh em nhá. Bình Acquy 5A. Thì anh em đây là một cell của nó là 5 khối, 5 bình này, một khối của nó là 5 bình là màu đen. Còn khối bên cạnh như vậy. À, khối bên cạnh như vậy nó là một khối của nó là 8 bình anh em nhá. Và cái bình 5 bình này, một cell này thì có duy nhất có một cell là bằng sắt này. Đấy, bằng sắt này anh em nhá. Đấy, thì những cái mẫu bình như này thì em cũng chia sẻ nhiều lắm rồi anh em nhá. Thì em còn có một ít thôi. Con bình này là của công ty CSB. Đấy, nó là một cái công ty con của Hitachi. Nhưng mà hình như nó được gia công cái phần vỏ này ở Việt Nam hay lắp ráp ở Việt Nam thì em cũng không có nắm rõ được đâu. Đấy, dòng này bình 5A nhá, 12V 5A. Đấy, thì còn nguyên cái giấy tờ của Nhật như vậy này, hàng còn mới kính keng luôn. Con này nó là hệ của UBS lưu tích điện nên là tích điện của nó rất khá tốt luôn. Nó không như cái dòng thông thường. Đấy, dòng thông thường anh em nhá. Đấy, của Sanjo Denki thì em bóc hết ra đây rồi này. Đấy. Nó là dạng lưu tích điện đấy. Đấy của cái UBS đấy. Đấy, của UBS anh em ạ. Đấy, đây là một số những cái cell của nó này. Đấy, đây là cả cell nhá, cả cell cả khối của nó này. Đấy, còn nguyên thùng như này. Đấy, của hệ UBS. Đấy, hàng Made in Japan. Đấy, hàng Made in Japan anh em nhá. Đấy, thì đát của nó thì rất là mới này, mùng 7 tháng 2 năm 2023 này. Đấy, đát của nó rất là mới anh em nhá. Cả khay như vậy này. Đấy, thì nó đang đấu nối tiếp là nó là được 60V. 60V mọi người nhá, 60V và tiêu thụ là 115W này. Đấy, tổng thể của nó là 12kg này, 12kg anh em nhá. Nó là đang nối nối song song anh em ạ. Đây là anh em có thể nhìn rõ hơn nhá. Đó, của dạng UBS đấy. Rồi em đo thử một con áp bên ngoài cho anh em coi ha. Áp thì bao cho anh em là áp căng đét luôn. Đấy, con này là 10 12, anh em chờ em chút xíu. 12.50 này. Đấy. Và bên này cả khay mới đây. Đây cả cái khay này em đang tháo ra để gửi lẻ cho anh em từng bình một. Đấy, anh em nào cần cả cell thì em gửi luôn cả cell, mà cả cell thì anh em được nguyên cả một cái khối nhá, và mạch của nó luôn nhá. Đấy là cái những cái bình 8 ấy nên mới có mạch. Đây, sorry anh em. Đấy 12.61 anh em này. Đấy, bình số 2 này. 12.63 này. Áp là căng đét luôn anh em ạ. 12.57 này. Đấy. Áp rất là khỏe, dạng này nó lưu tích điện thì khá tốt luôn. Rồi, ok, test thử luôn cho anh em. Em lúc đầu em cũng test bằng cái này rồi đó anh em. Đây. Đấy, lúc đầu em test bằng cái này đấy cho anh em này. Nói chung là cái dòng này mà mọi người về lưu tích điện và loa kẹo kéo này, hoặc là anh em đưa vào cái máy xe Honda để anh em đề nổ các thứ là ba ngon luôn.
ba ngon luôn nhá, đầy nổ các thứ là ba ngon luôn cho anh em. Đấy, rất là sáng anh em nhá, 12V này, đây là cái miếng led 12V sáng siêu sáng luôn. Ok anh em nhá, các bác nào cần cái mẫu này thì báo em Thanh. Mua một bình là 230, còn mua từ hai bình trở lên là 220.000 một bình. Đấy, anh em nào muốn lấy cả một cái xeo này thì em gửi nguyên một xeo như vậy, nguyên một xeo như này cho anh em dùng. Đấy, giấy tờ của nó đây, của UBS này nhá, mới kính keng luôn này. Đấy, cả xeo này 8 bình này, 8 bình nó mới có mạch nha anh em nhá. Còn 5 bình, hệ 5 bình này thì nó sẽ không có mạch đâu. Đấy, còn cái mạch đây em cho anh em xem cái mạch của nó này. Mạch của nó này anh em này, mạch của nó thì nó sẽ có hai con cầu chì anh em này. Đấy, mạch của nó bao xịn luôn, xanh gì luôn anh em nhá. Đấy, ok anh em này, dây của nó khá to luôn. Đấy, là những cái xeo mà có những cái ấy này, còn xeo nhựa là nó không có, nó đấu thẳng cho anh em luôn. Thì dòng này anh em về cho vào xe Honda đề nổ các thứ, xe đề nổ đấy anh em, cũng như là máy loa kẹo kéo các thứ là anh em dùng lưu tích điện thì tuyệt vời rồi. Tức là mọi người dùng cho em một cái kích nữa, kích 12V nữa là mọi người xài điện là ba ngon. Hệ của UBS này thì nó tích điện tốt hơn, tuổi thọ của những cái dòng bình Nhật như này nếu kéo dài lên tới 5 cho đến 7 năm cơ, nên là tốt mọi người nhá. 230 một bình, mua từ hai bình là 220. Em kết nối tạm đây nhá, tại vì nó có cái gen này vì xoáy ốc nên đây cái này là nó là cái đầu này, thì em kết nối tạm đây thôi. Rồi ok, bỏ cái bình này ra ngoài. Đó, bỏ cái bình này ra ngoài. Và bây giờ sẽ là đề thử cho anh em coi ha. Đó, điện đã lên rồi anh em nhá, điện lên bình thường. Điện lên bình thường, phát sinh nhan rồi em đề luôn này. Đó, anh em nhá, ngon lành nhá. Đấy, mọi người có nghe thấy tiếng nổ không ạ? Rồi em sẽ đề lại một vài lần nữa cho anh em coi. Đó, đó mọi người thấy không? Đề khá là ok luôn. Rồi lên cân ký cho anh em những cái mũi vít này. Đấy, mũi vít này thì bao xịn rồi anh em nhá, bao xịn rồi. Đấy, 80.000 đồng một 5 lạng nhá. 5 lạng thì bốc xô cho anh em, là có cả những cái mũi ngắn mũi dài thì bốc xô nhá mọi người nhá. Bốc xô. Đấy, thì nó cũng có cả những cái mũi ngắn mũi dài như này. Đấy, hàng này bao xịn này anh em này. Đấy, bao xịn luôn. Có những cái mũi như này nhá, bao ngon luôn này. Đấy thì bốc xô anh em nhá, bốc xô nhá, BH1 này. BH2, mọi người ạ, BH2, BH1 đây. Con này con BH1 này. Còn những con đầu này là con đầu gì đây ta? Đấy, chất thép anh em nhìn này. Ba ngon luôn. Đây nó cũng có lẫn một cái số những cái dài như này thì em bốc xô nhá anh em thông cảm nhá. Giá nó chỉ có 80.000 đồng 5 lạng thôi. Và đây, rất là nhiều đây, thanh lý cho anh em 100k 4 con nhá. 100k 4 con. Rồi, ở đây thì em có một ít cái dòng motor 545 anh em nhá. Đây. Motor 545 anh em nhá, có cánh quạt. Đấy, bao cho anh em hoạt động bình thường, sống ngon lành nhá. Rồi, giá thanh lý cho anh chị em giá siêu rẻ luôn, đường kính ở chiều dài của nó là 5 cm. Cái trục của này thì nó đâu đó nó em không có cái thức kẹp rem, đâm ra là nó trục này trục 2 ly anh em nhá. Trục 2 ly cho đến 3 ly đấy, 3 ly, trục 3 ly mọi người. Đấy, trục 3 ly. Bao sống ngon lành và nó rất khỏe. Bây giờ em test thử cái bình 12V như vừa nãy cho anh em coi ha. Rồi em test thử cho anh em coi nhá. Đó, nó khá khỏe anh em nhá, khá khỏe luôn á. Rồi, ok. Anh em nào cần những cái mã motor 12V. Đấy, 545 anh em nhá, 545. Đấy, thông tin của nó đây này. 545. Thì em Thanh gửi đến cho anh em với mức giá là 100.000 đồng 4 con, có cánh quạt ở đây nhá. Cánh quạt tản nhiệt này.
Rồi, ok, còn một số sản phẩm nữa thì hẹn mọi người vào video lần sau nhé. Đấy, thì anh em nào cần cái mã xả nào thì báo em Thanh. Ok, xin chào và gặp lại anh em. Chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em Thanh nhé.